đã xong về không biết làm xem video là đang ăn quét đấy, quét quét trứng, cứ trong bánh nhân bánh mà bọn ăn trộn đường thì làm sẽ quét trứng. Có bánh không đường, quét cả cái này luôn rồi. Tôi cắt tất bánh chuột không cho đường luôn, đúng bánh chuột là không cho đường, bình thường bánh chuột là không có đường ít chứ ạ, ít là vẫn định chế rồi là không có tí nào luôn. Con sâu rồi, trong nhà con sâu ở trong cái gốc cây ấy nhỉ, sâu đá bàng đấy, sâu này chỉ có sâu khế mới to này. Sâu ở trong thân gỗ ấy, cây sâu này sâu khoai cũng to. Bánh của sơi này, đúng không? Đi với rồi đậu. Của em kìa kìa, nứt tóc mắt.